chị im miệng lại ngay nhá. Từ vừa nãy đến giờ chị toàn vu khống cho tôi thôi. Đừng có mà ngầm móc với người. Tôi không phải cái loại người mơ mộng làm dâu hào môn cho chị đâu. Mày có muốn mộng mơ cũng không được. Từ bé đến giờ mày không mặc một góc của cái Linh. Nhà SVM không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu ngỗ ngược như mày. Nóng thế nhỉ? Mây trời oi thế. Khó chịu quá. Anh khó chịu ở đâu ạ? Có cần thiết tôi hạ kính xuống giúp anh cho thoải mái? Cậu đỗ xe xuống, cho tôi xuống hít thở không khí trong lành một tí. Chứ tôi say xe buồn nôn quá. Anh thông cảm. Sáng nay bố anh đã dặn tôi phải đưa anh đến tận nơi. Giờ tôi mà không đưa anh đến nơi thì vợ con tôi lẫn mẹ già khó tôi mất anh ơi. Anh thông cảm cho tôi. Thế bây giờ xuống muốn đi vệ sinh thì làm nào? Anh muốn đi nặng hay đi nhẹ? Câu hỏi làm gì? Đi nhẹ anh có thể đi vào chai này. Thế mà cũng nghĩ ra được. Thế nếu mà đi nặng thì sao? Nếu mà nặng thì anh có thể đi vào thẳng cái bô bên dưới. Tôi đến chịu cậu luôn đấy. Anh thông cảm cho tôi. Ơi, mình bị trời đầy hay sao mà phải trải qua những hoàn cảnh như thế này nhỉ? Các người nhất định ép buộc tôi đi xem mắt đúng không? Vậy tôi nhất định sẽ làm cho các người thất vọng. Alo, bây giờ tôi đang để quên hồ sơ ở nhà. Tôi sẽ về nhà lấy, xong rồi quay lại công ty ngay. Nếu như mà có ai đó hỏi tôi thì nhớ báo cho tôi biết nhá. Chuyện này con nhất định phải giữ bí mật, không được để con bé Lan Anh biết đâu đấy. Con biết rồi, mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi còn gì, con sẽ không để cho nó biết đâu. Ban đầu ấy, bên nhà họ muốn mai mối cho con trai họ Lan Anh cơ. Nhưng mà tính Lan Anh nó ngỗ ngược như thế, mẹ sợ rồi nó làm mất mặt nhà mình. Chỉ có con là hợp ý với mẹ thôi. Nếu mà con lấy được con trai của chủ tịch FVM thì mẹ thật là mãn nguyện. Con cũng chả hiểu sao mà nhà đấy lại chọn Lan Anh nữa. Tính con bé như thế, sang đấy mà làm phật ý họ thì không biết là phải làm thế nào nhỉ? Thì mẹ làm sao mà biết được. Mẹ cũng đã nói khéo với họ rồi, nhưng họ nhất quyết chọn Lan Anh cơ. Mà gia thế nhà họ giàu có như thế, mẹ làm sao mà dám phật ý họ được. Thế bây giờ nếu như mà họ biết con thay Lan Anh đi xem mắt ấy, thì không biết là họ có giận mẹ không nhỉ? Chuyện đó thì con không phải lo. Mẹ đảm bảo tí nữa mà đi xem mắt ấy, nhìn thấy con á, thế nào cũng chết mê chết mệt. Lúc đó cậu đã thích con rồi thì nhà cậu ấy còn nói gì được cỡ. Mẹ nói cũng đúng ạ. Lan Anh, mẹ vừa bảo cái gì? Cái gì mà đi xem mắt à? Mẹ có nói gì đâu. Chắc là con nghe nhầm đấy. Vừa rồi con nghe thấy mẹ và chị nói là đi xem mắt con trai chủ tịch tập đoàn FVM đúng không? Được rồi, con sẽ đến hỏi thẳng trực tiếp anh ta. Đứng lại! Thế bây giờ mẹ muốn nói thẳng hay là bây giờ con đi hỏi thẳng trực tiếp anh ta? Tao biết mà. Biết thế nào có ngày mày chọc tao đến tức mà chết luôn đấy. Thôi mà mẹ, mẹ đừng giận làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm ạ. Mày muốn biết chứ gì? Muốn biết không để tao nói cho mày nghe. Hôm nay á, chị mày đi xem mắt con trai của chủ tịch FVM, mày đừng có đến đó mà phá minh đấy. Con không quan tâm là chị ấy xem mắt ai. Cái con cần quan tâm ở đây là tại sao mẹ và chị phải giấu con chuyện này. Lan Anh này, em biết là bản tính của em như thế nào mà. Nhỡ đâu đến đấy em ăn nói không lễ phép thì sẽ làm ảnh hưởng đến gia thế của nhà mình nữa. Lúc đấy thì mẹ sẽ khó xử. Thế nên là mẹ mới nhờ chị đi thay em thôi. Chị nói thì nghe hay lắm nhở. Từ nhỏ đến lớn, có biết bao nhiêu cơ hội tốt mẹ đều dành dặt hết cho chị. Cái ngày hôm nay tôi không cần biết chị đi xem mắt ai. Tôi chỉ cần hỏi là mẹ và chị đến bao giờ mới thôi coi tôi là một con ngốc trong nhà này. Cái con bé này, cái đồ phụ và giáo dục, mày dám ăn nói với mẹ với chị như thế à?
nửa chị mày thôi thì tao đâu có phải lo lắng đến như thế. Mẹ bảo con là không có giáo dục quá. Đúng vậy, con không có giáo dục là bởi vì từ nhỏ đến lớn con không được mẹ dạy bảo gì cả. Cái gì mẹ cũng chỉ quan tâm chị ấy thôi, mẹ chỉ chăm sóc cho chị ấy thôi. Còn con thì sao? Mẹ coi coi con một con chó trong nhà này. Đủ nó dậy, cút, cút này đi. Đủ bất hiệu. Thôi mẹ, đáng lẽ ngày trước mẹ không nên sinh ra nó. Đúng là cái đồ sao chổi. Từ ngày có nó đến giờ mẹ không gặp được cái chuyện gì thuận lợi ấy cả. Thôi mẹ giận nó làm gì, tính nó từ trước đến nay đều như thế mà. Mẹ chắc nó làm gì chứ. Thôi không nói chuyện này nữa, con mau đi sửa soạn đi, rồi đi gặp người ta, đừng để người ta đợi. Dạ, vâng ạ. Ây à, anh làm sao đấy ạ? Tôi bị đau bụng quá. Chết rồi. Anh ơi, anh đừng làm tôi sợ. Nãy tôi còn thấy vẫn còn bình thường cơ mà. Nhưng mà tự nhiên tôi lên cơn đau bụng, không biết là bị làm sao, hình như là bị trúng thực rồi ấy. Rồi, chết tôi, khó quá. Bây giờ sắp đến giờ đi ra mắt rồi mà anh làm này khó tôi quá. Ôi dồi, bị thế này thì còn xem mắt cái gì nữa. Ôi, cậu xem, cậu chở tôi đi bệnh viện đi. Chứ đau quá, tôi không chịu được đâu. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào ạ? Bây giờ nhớ, tôi hỏi cậu nhớ. Cậu chở tôi đến bệnh viện đi. Chứ đau bụng thế này làm sao mà đến xem mắt được, đúng không? Thế bây giờ đi xem mắt đi, xong thì tôi cứ bệnh hệ gì. Rồi cậu cứ chở tôi đến chỗ xem mắt đi. Tôi mà có bệnh hệ gì thì cậu xem bố tôi có bỏ qua cho cậu không. Nhưng mà... Thôi thì thế này, hay là cậu cứ chở tôi đến cái hiệu thuốc nào đi, để tôi mua cái thuốc giảm đau. Xong rồi cậu lại chở tôi đến chỗ xem mắt. Thực sự là tôi không muốn làm khó cậu một tí nào cả. Nhưng mà tôi thông cảm, tôi đau bụng quá, không thể nào mà chịu nổi. Với cái tình trạng này ấy, thì không thể đi xem mắt được đâu. Thế mua thuốc xong anh có đỡ đau bụng hơn không ạ? Thì đành cố vậy chứ biết làm thế nào. Thôi được rồi, vậy thì để tôi tìm cái hiệu thuốc nào gần đây, tôi mua cho anh nhá. Ai ơi, đau quá. Nhanh lên. Anh Nam ơi, thuốc của anh. Anh Nam lại chạy đâu mất rồi? Chết tôi rồi. Sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến nhở? Có khi nào bị tắc đường không nhở? Đến thì cũng phải bảo mình một câu chứ. Sẽ để mình đợi lâu như thế này. Tưởng là con trai chủ tịch tính hay ho lắm à.
Chỉ vì trốn đi xem mắt, thế mà bố mình bắt mình đến công ty này làm nhân viên thực tập. Cũng là xui xẻo. Là anh à? Là cô à? Sao cô lại đây? Này, câu này tôi phải hỏi anh mới phải ấy. À, hai người đến rồi đấy à? Sếp Cao. Anh ta là ai? À, cậu ta cũng là nhân viên tập sự giống như cô đấy. Này, hai người gặp nhau rồi ấy, thì chào hỏi nhau luôn đi. Sắp tới là sẽ hợp tác làm việc với nhau đấy. Nha. Cái gì? Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Anh không trừng mắt nhìn tôi thì làm sao biết tôi trừng mắt nhìn anh? Cô... Đây. Hồ sơ này giao cho hai người nhá. Cái gì? Tôi với anh ta phải cùng làm cái hồ sơ này. Đúng rồi. Chúng tôi phải hợp tác cùng nhau á? Chính xác. Nói cho biết nhá. Đây là cơ hội để hai người thể hiện tinh thần làm việc nhóm. Đúng chưa? Mà đây cũng là cơ sở để cho cấp trên xét tuyển là nhân viên chính thức được hay không ấy. Thôi, cố gắng làm việc cho tốt nhá. Cuối cùng thì cũng đến giờ tan tầm rồi. Mệt ba cả người. Cô không về à? Anh cứ về trước đi. Tôi thu dọn đồ đạc rồi tôi về sau. Thôi, về trước nhá. Đúng là đồ ngốc. Mời vào. Tôi nghe nói là ngày hôm nay mọi người lại tăng ca, cho nên tôi muốn ở lại giúp đỡ mọi người. Mong là mọi người có thể cho tôi ở lại để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để làm dự án nhé. Được thôi. Nhân viên mới mà có tinh thần học hỏi như cô ấy là rất tốt đấy. Cô ngồi vào đi. Thế cậu Nam đâu? À, anh Nam đi về rồi ạ. Vừa rồi tan tầm ý, anh ấy vội vội vàng vàng đi về ngay. Chắc là có hẹn với bạn. Muốn đấu với mình à? Anh ta còn non lắm. Chào mọi người. Mọi người đã bắt đầu họp rồi à? Tôi pha cà phê mang cho mọi người đây. Ui, cậu Nam chu đáo rồi đấy. À, anh em uống cà phê đi. Dạ. À, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. Thôi, cậu ngồi vào đi. Dạ vâng. Anh Nam! Anh đứng lại đó. Có chuyện gì? Có phải là anh cố tình đúng không? Anh bảo với tôi là anh tan tầm rồi, nhưng mà anh lại âm thầm đi mua cà phê quay trở lại phòng họp. Anh muốn đánh lẻ một mình chứ gì? Câu đấy tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô tưởng rằng chỉ mình cô mới biết mấy cái trò mèo này à? Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Anh... Tôi nói cho cô biết, cái vị trí nhân viên chính thức lần này ấy, chắc chắn là tôi phải giành được. Cô không đấu được tôi đâu. Được, anh cứ chờ đấy. Tất cả sẽ cố gắng bằng năng lực để xem nhé. Ai hơn ai? Dạ. Kìa, này, anh bị làm sao vậy? Đường rộng lớn thế này thì không đi. Cứ định gì với tôi rồi à? Cô bị dở hơi à? Đường này đường nhà cô à? Tôi thích đi kiểu gì là kệ tôi nhá. Này nhá, tôi nhắc cho anh nhớ nhá, nếu như mà ngày hôm nay tôi đến trễ cuộc họp ấy thì anh chết chắc với tôi đấy. Thính ra đi. À đấy, cô nhắc tôi mới nhớ, tôi cũng phải đến họp nhá,
không có thời gian mà đôi co tranh cãi với cô. Này này này, cái tên kia, anh mà đến trước giờ họp nhá thì đừng có mà trách tôi đấy. Này, này, dạ đau quá. Này, chân bị làm sao đấy? Vừa bị ngã. Gặp anh đúng là xui xẻo thật mà. Đau hết cả chân tôi rồi đây này. Được rồi, tất cả là lỗi của tôi được chưa? Nào, để tôi xem chân cô có làm sao không nào. Ây, ui ạ, ui. Này, anh đừng có mà nhân cơ hội này mà chặn đũa tôi đấy nhá. Này, tôi không nhỏ mọn như thế đâu nhá. Chân cô đang bị trẹo rồi này. Nào, thử đứng lên thôi, có đứng được không? À, không đứng dậy được. Đây này, sắp đến giờ họp rồi đây này. Chẳng phải hôm nay chúng ta phải trình bày dự án. Nếu mà không đến ấy, hoặc là đến muộn, không hay đâu. Thế rồi làm sao bây giờ? Tất cả là tại anh ấy. Thôi, dù sao cũng muộn rồi, anh đi trước đi, mà kệ tôi. Ở này, tôi đã nói với cô rồi là tôi không nhỏ mọn đến mức ấy đâu, hiểu chưa? Nào, lên. Làm gì đấy? Nào, lên. Làm cái gì? Ok. Thì tôi cõng cô đi. Thế cô không định đi à? Cái gì? Anh cõng tôi. Chứ còn gì nữa. Nào nhanh lên đi. Ở đây tôi mất thời gian là nói ít thôi. Đi đi. Bình thường tôi tưởng là anh phải ghét tôi lắm. Thế mà hôm nay lại còn bày đặt cõng tôi. Đáng lẽ ra bây giờ ấy, anh phải nhân cơ hội này mà chạy thẳng đến công ty đi. Để có thể giành được cái chức nhân viên chính thức ở công ty á. Này, tôi bảo là tôi ghét cô bao giờ. Toàn cô tự nghĩ xong rồi cô đối đầu với tôi. Cô có nhớ cái lần đầu mà gặp tôi không? Cô còn đấm tôi thâm hết cả mắt đấy. Này, chẳng phải là cái dự án lần này là cô dồn bao nhiêu tâm huyết của mình vào đó hay sao? Cô lại dễ dàng nhường cái vị trí đó cho tôi như thế à? Ờ nhở. Anh nói cũng đúng. Cái dự án lần này tôi bỏ biết bao công sức vào. Ừ. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Thì đi, nhanh lên, tôi cõng. Nào. Nào, lên đi. Này. Trông cô bé như thế mà cũng nặng ra phết nhỉ. Cô nặng bao nhiêu cân đấy? Đại, anh tập trung cõng đi. Để dành sức lực đi, không thì đến công ty lại hết sức bây giờ. Rồi. Lan Anh, Vi Nam, thì ra là vì con bé Lan Anh mà anh không đến buổi hẹn với em à? Lan Anh! Hôm nay tôi thấy cô biểu hiện rất tốt đấy. Ban giám đốc rất hài lòng với cô. Thì ngày hôm nay biểu hiện của anh cũng không tệ mà. Không tệ. Tôi mà hôm nay không phải cõng bao gạo 60 cân ấy thì biểu hiện của tôi còn tốt hơn. Cõng bao gạo? Ừ. Cái gì? Anh bảo tôi là bao gạo 60 cân. Tối đa tôi cũng chỉ là 40 cân thôi. Rồi rồi rồi, tôi sai, tôi xin lỗi. Sếp ạ. Sếp. Hai người hôm nay làm việc tốt lắm. Cố gắng phát huy nhá. Dạ vâng. Này, có tên tuổi đàng hoàng này cái gì? Anh Nam. Cô gọi tôi là anh. Ôi dồi, mặt trời mọc ở hướng Tây à? Sợ thế, sợ thế. Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh không thể nào nghiêm túc được à? Ờ được, tôi đang đàng hoàng đấy. Nói đi. Mà thôi, ở kia. Chẳng nói với anh nữa. Này, nói đi. Đùa tí. Nhưng mà tôi nói ra anh không được cười đâu đấy. Được, nói đi. Chỉ chuyện là nếu như mà ngày hôm nay không nhờ có anh cõng tôi đến công ty thì chắc chắn là tôi đã bỏ lỡ cơ hội được làm nhân viên chính thức ở đây rồi. Cho nên cho nên cứ nói đi, đừng có ngại. Thì tôi muốn mời anh đi ăn tối. Coi như là một phần tôi muốn giải hòa những khúc mắc của chúng ta từ trước đến giờ.
Một phần là muốn cảm ơn anh cái chuyện ngày hôm nay. Thế thôi à? Hóa ra là mời đi ăn. Thế mà tôi lại cứ tưởng. Anh tưởng gì? Thì tưởng là cô tỏ tình với tôi. Cái gì? À, được rồi, tôi nhận lời. Hẹn cô lúc tan làm nhé. Cô đứng đây đợi tôi nhé. Tôi đi lấy xe. Thằng khốn nạn này! Chị đánh tôi à? Đánh là đúng lắm. Mẹ! Mày đúng được đổ vô liêm sỉ mà. Đáng lẽ ngay từ đầu tao đã không nên đẻ ra mày. Từ bé đến giờ mày không có một cái gì bằng chị mày cả. Chỉ có cái tính tranh giành vị mạnh làm mày hơn thôi. Mày muốn làm tao tức chết đi mà. Con làm gì sai hả mẹ? Con biết là từ nhỏ đến lớn mẹ luôn ghét bỏ con. Bởi vì mẹ sinh con ra không phải là con trai, khiến cho bố và bà nội suốt ngày kỳ thị mẹ. Nhưng mà con làm gì sai? Tại sao mẹ lại có thể ghét bỏ con như vậy? Mày vẫn còn hỏi là tại sao à? Mày là sao chổi trong nhà đấy. Từ khi mà sinh mày ra ấy, bố, mẹ làm ăn đều bị lụi bại cả, nợ nần chồng chất. Mày không thấy thầy bói bảo mày là khắc với bố mẹ à? Thế nên là bố mới phải chết sớm đấy, mày không thấy sao? Bây giờ mày còn hỏi à? Đến bây giờ mày vẫn tin lời của thầy bói à? Suốt bao nhiêu năm qua con cố gắng nhiều như vậy, thế mà mẹ vẫn không thôi ghét bỏ con à? Tao không ưa mày, nhưng tao vẫn nuôi dạy mày đầy đủ. Tao có để cho mày thiếu ăn, thiếu mặc bao giờ không? Ngược lại, mày là cái đồ ăn trao đai bát, đồ nuôi ong tay áo. Con đã làm gì đâu, tại sao mẹ nói con như vậy? Mày còn nói là mày không làm gì á? Tại sao mày lại cố tình gặp gỡ anh Nam để cho anh ấy không đến buổi xem mắt của tao được? Rốt cuộc là mày muốn cái gì đây? Tao nói cho mày nhớ nhá, cái loại con gái như mày ấy, anh Nam có yêu cũng chỉ để qua đường thôi. Mày đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Chị bảo cái gì? Cái gì mà quyến rũ anh Nam? Tôi quyến rũ anh Nam thì là cái gì? Được cái gì hả? Để được làm dâu của chủ tịch FPM chứ còn sao nữa. Hôm trước tao đã nhắc đến việc là đi ra mắt với cả anh Nam. Mày nhìn cái bộ dạng mày hôm đấy xem. Mày tức tối mày khó chịu đến thế cơ mà. Chị bảo anh Nam thì có liên quan gì đến chủ tịch công ty FPM? Mày lại còn giả vờ ngây ngô nữa. Thằng Nam ấy, nó là con trai duy nhất của chủ tịch công ty FPM. Mày đừng có nói là mày không biết. Không thể nào. Anh Nam nếu là con trai của chủ tịch công ty FPM thì không thể nào anh ấy xin vào làm nhân viên tập sự như vậy được. Mẹ xem kìa, nhìn cái bộ dạng ngây thơ của nó kìa. Chắc là nó cũng giả vờ cái ngây thơ như này để quyến rũ anh Nam đấy mà. Chị im miệng lại ngay nhá. Từ vừa nãy đến giờ chị toàn vu khống cho tôi thôi. Đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi không phải cái loại người mơ mộng làm dâu hào môn cho chị đâu. Mày có muốn mộng mơ cũng không được. Từ bé đến giờ mày không mặc một góc của cái linh. Nhà FVM không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu ngỗ ngược như mày. Mẹ! Đồ sao chổi. Sao anh người biết cô ấy không đạt yêu cầu làm con dâu nhà tôi? Anh Nam, tôi và cô chưa quen nhau, cũng chưa từng gặp. Sao cô lại biết tên tôi? Chả là lần trước em có đi xem mắt. À, tôi nhớ ra rồi. Lần trước bố tôi có ép tôi đến xem mắt, nhưng mà tôi đã định bỏ trốn. Thật ra tôi ghét nhất với cái kiểu xem mắt như thế này. Cũng may là tôi không đến, nếu không thì phí thời gian rồi. Hôm nay gặp mọi người ở đây thì tôi cũng nói luôn, không có chuyện là Lan Anh thích tôi, mà ngược lại, tôi mới là người thích Lan Anh. Tôi đã theo đuổi Lan Anh từ lâu rồi, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Cho nên là tôi mong rằng hai người đừng trách móc và đừng hiểu lầm rằng cô ấy thích tôi. Cậu theo đuổi Lan Anh á? Đúng vậy, tôi còn chuẩn bị dẫn cô ấy về ra mắt bố tôi. Chắc chắn bố tôi sẽ rất hài lòng với cô ấy. Cho nên là chỉ cần cô ấy đồng ý thôi, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể làm dâu của chủ tịch FPM. Lan Anh, sao chuyện này con không nói với mẹ? Liệu con nói với mẹ thì mẹ có nghe con không? Những điều cần nói thì con đã nói cho mẹ và chị nghe rồi. Con đã hiểu rõ mẹ và chị đã nghĩ gì về con. Từ giờ trở đi, con sẽ dọn ra khỏi nhà. Mẹ và chị không cần phải lo nghĩ khi mà thấy sự xuất hiện của con nữa. Kìa Lan Anh, sao lại dọn ra ở riêng? Con mà làm như thế, người ta nghĩ gì về mẹ? Với cả sau này nếu con có kết hôn thì con còn phải có nhà ngoại để đỡ đần chứ. Chuyện đấy bác không cần phải lo đâu ạ. Khi cháu đã quyết định kết hôn với Lan Anh thì cháu sẽ là người che chở cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hưởng những tình cảm chân thành nhất ạ. Đi thôi.
Cảm ơn anh. Cũng may là nhà có anh thì tôi mới có thể vớt vát được một chút mặt mũi. Cũng may là không bị mất đi lòng tự trọng của mình. Thật ra tôi cũng phải xin lỗi cô vì tôi đã che giấu thân phận thật sự của mình. Tôi hiểu mà. Nếu mà đặt mình ở vị trí của anh thì chắc chắn là anh cũng làm như vậy. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi phải cảm ơn anh mới phải. Nhưng mà những điều mà tôi vừa nói không phải hoàn toàn là nói dối đâu. Cái gì cơ? Ý của tôi là có một điều là tôi nói thật. Đó là tôi thích cô. Cái gì? Tôi đã thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Nhưng mà lúc đó tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình. Đấy cũng là lý do vì sao mà tôi hay chọc giận cô rồi để cho cô nổi giận ấy. Bởi vì lúc mà cô nổi giận ấy, cô trừng mắt lên xong rồi má của cô cứ phình ra trông như hai cái bánh bao ấy. Trông rất là đáng yêu đấy. Anh... Thực ra vốn dĩ là tôi muốn gặp cô để nói về thân phận thật sự của mình từ lâu rồi. Thế nhưng mà tôi thấy bây giờ thì tôi không cần phải nói nữa. Bởi vì cô cũng đã biết hết tất cả rồi. Cô có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô được không? Cô đừng lo. Tôi hứa là tôi sẽ không tùy tiện chọc giận cô để cô tức giận đâu. Tôi đồng ý. Thật không? Có nghĩa là em đồng ý làm bạn gái của anh rồi à?